Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chúng ta tiếp tục học các cái chương trình khuyến mại, các cái chiến lược khuyến mại tiếp theo nhé. Vâng, trong bài tiếp theo này thì tôi sẽ trình bày với các anh chị và các bạn một số những cái chiến lược, một số những cách thức mà làm khuyến mại tiếp theo. Tôi gọi nó là khuyến mại thông qua các mini game. Vâng, thì cũng giống như cái phần trước, bài trước tôi có nói về trúng thưởng thì bài này cũng nói về mini game. Thì mini game là cái khuyến mại hình thức bằng các cái trò chơi nhỏ nhỏ nhưng mà lại theo kiểu là trúng thưởng ở trên mạng ấy. Đấy. Ví dụ như là các bạn có thể thấy là chụp ảnh selfie tại cửa hàng, post lên Facebook bằng một cái cú pháp nào đó thì sẽ nhận được quà. Hoặc là bạn có thể là share một cái status ở trên fanpage, để lại comment, đấy thì sẽ được tặng đồ ăn đồ uống miễn phí ở một cái nhà hàng. Ví dụ như thế, đúng không ạ? Bạn cũng có thể tham gia hoặc là đưa ra những cái trò chơi như là game giải đố, xem là ai là người chiến thắng. Trên các cái fanpage thì hiện nay người ta sử dụng rất là nhiều những hình thức kiểu như này. Thì cái phần này thì tôi cũng nói thêm vào để cho nó liền mạch với phần trước. Tiếp tục thì chúng ta có những cái chiến lược khuyến mại như là up to, hay còn gọi là lên tới. Thì hiện nay trong lĩnh vực bán lẻ người ta cũng sử dụng up to rất là nhiều. Sale up to 70% hay là sale up to 50%, đúng không? Về mặt bản chất thì khuyến mại up to hay còn gọi là khuyến mại lên tới chính là cái việc mà chúng ta đưa ra chương trình giảm giá, và trong đó thì chúng ta chọn một cái mức giá cao nhất của cái chương trình lần này để chúng ta đưa vào. Và thường thì chúng ta sẽ làm cái cách rất là thông minh, đấy là chúng ta làm là up to 70% 70% đấy, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái số lượng mặt hàng 70% thì cũng ít thôi, còn đâu là đại đa số là 10, 20, 30, thì cái up to đấy nó cũng là một cái chim mồi để đưa cho khách hàng đến của mình. Các bạn có thể chọn ra nhiều đối tượng, nhiều nhóm khách hàng, nhiều nhóm sản phẩm để đưa ra các cái chương trình khuyến mại cho nó phù hợp. Đấy, được chưa? Các cái chiến dịch khuyến mại up to thì thường được các cái nhà bán lẻ là áp dụng rất là nhiều. Nếu mà họ bí quá mà không nghĩ ra được cái gì thì họ cứ up to mà họ chơi thôi. Hoặc là các website thương mại điện tử, các fanpage bán hàng sử dụng rất nhiều, đúng không ạ? Khuyến mại trả trước thì tôi cũng thấy đấy, tôi cũng đã kể với các bạn rồi. Các bạn có thể sử dụng cái phương pháp là khuyến mại trả trước, tức là bạn có thể đưa ra một cái mức giảm giá nho nhỏ nào đấy hoặc là thấp thấp gì đấy cho những cái khách hàng người ta trả trước cho cái dịch vụ của bạn, đúng không ạ? Họ đặt mua trước thì sẽ được ưu đãi, kiểu thế. Thì cái phần này nó gần giống với cái việc là khuyến mại early bird, tức là những chú chim đến trước, đúng không? Hiện nay thì cũng có nhiều cái chương trình khuyến mại theo cách là sản phẩm có thể là chưa ra, thế nhưng mà người ta đã chạy bán rồi, mà nếu mà ai đặt mua thì sẽ được lợi thế. Thì cái phương pháp này cũng gần giống với cái phương pháp khuyến mại theo thời gian đấy thôi. Thì việc mà trả trước thì sẽ giúp cho chúng ta có được cái dòng tiền, đúng không? Và khuyến khích khách hàng tiêu dùng sớm, khuyến khích khách hàng chốt đơn sớm. Đấy. Thế còn cái việc mà giảm giá trước cũng thực sự là cũng rất là phổ biến trong cái lĩnh vực online. Thí dụ như các cái dịch vụ như Dropbox hay là các cái dịch vụ Box hay là các cái dịch vụ mà ở trên mạng đó, thì họ bao giờ cũng có những cái lựa chọn thanh toán giữa cái việc là trả hàng tháng hoặc là trả hàng năm. Nếu mà các bạn trả hàng tháng thì giá sẽ đắt hơn là trả hàng năm, đúng không? Chúng ta trả trước cho một năm rồi thì thực ra đấy là cũng có thể nói đấy là theo cái cách là mua cái gói lớn. Ví dụ như một tháng thì thường là 10 đô thì một năm mình sẽ tính bình quân là 120 đô, đúng không? Thế thì một năm lúc này người ta chỉ bán 70 đô thôi. Đấy là cách mà bọn nó vẫn hay định giá ở trên mạng, rất là hay làm theo kiểu đấy. Những cái sản phẩm mà là sản phẩm vật chất, cái sản phẩm hữu hình, hàng hóa hữu hình đấy thì cũng có thể áp dụng theo phương pháp như này, hoàn toàn có thể áp dụng được. Rất nhiều cái trang thương mại điện tử trên thế giới họ sử dụng những cái hình thức khuyến mại liên quan đến trả trước, đúng không ạ? Rồi thì một cái chương trình khuyến mại nữa trong cái bài học này thì tôi cũng muốn nói thêm, tức là cái bài học này tôi có nhiều cái chương trình khuyến mại lắm, đúng không ạ? Và tôi cũng khuyến mại thêm cho các bạn một số chương trình không đánh số, được chưa ạ? Và ví dụ như là tôi đưa ra một cái ý niệm đến là chương trình khuyến mại mà khách hàng tự do trả giá. Khách hàng tự do trả giá tức là nhà bán lẻ sẽ cho phép khách hàng là tự được trả giá cho cái chương trình khuyến mại của mình, cho cái sản phẩm. Thường ví dụ như là một cái nhà hàng họ khai trương thì
thì họ sẽ bán một cái món ăn và sau đó thì cho phép khách hàng là làm sao ạ? Cho phép khách hàng vào để ăn và thích trả bao nhiêu tiền thì trả. Đấy, có thể nếu mà mình cũng có thể đưa ra điều kiện là cái mức giá tối thiểu. À, ví dụ như là ăn một cái suất ăn mà mình cái suất này hết khoảng 50.000 thì mình đặt cho khách hàng cái mức là tối thiểu 20.000. Hay là mình không đặt cũng được thì khách hàng họ sẽ trả giá tùy ý. Họ trả 10 được, trả 20 được, trả 30 cũng được. Đúng không? Thì cái này thì là cái cách như thế này nó rất là hay, nó rất là mới, nó rất là lạ. À, cái doanh thu thì nó có thể sẽ hơi thiệt thòi một chút, bởi vì khách nhiều người người ta cũng chỉ trả một nửa hoặc là người ta áng áng người ta trả. Đấy, nhưng mà không quan trọng bởi vì mình làm khuyến mại, làm chương trình mà, đúng không? Thậm chí là chúng ta cũng có thể đưa ra cái bước giá để cho khách hàng trả giá tự do trong cái khoảng giá sàn giá trần đó. Đấy. Cái điều này sẽ giúp cho khách hàng có một cái cảm giác và cái trải nghiệm hoàn toàn mới. Bởi vì thông thường đi mua hàng bây giờ mọi thứ đều là fixed price, đều đã giá đã là có sẵn hết rồi. Dù iPhone niêm yết là 22 triệu, MacBook niêm yết là 35 triệu, không có chuyện là thích vào trả cái chiếc MacBook bao nhiêu thì trả. Thì cái chương trình này thì nó sẽ áp dụng cho những cái sản phẩm mà chúng ta có thể khó định giá. Ví dụ như vàng bạc đá quý, nhất là trong lĩnh vực đá quý người ta rất là khó định giá. À, tiện đây nếu mà bạn nào mua đá quý thì hỏi tôi nhé, tôi có cái nguồn bán đá quý rất là rẻ. Bởi vì chúng tôi làm việc với những cái nhà bán lẻ cũng như là những cái nhà mà đại lý lớn nhất của lĩnh vực đá quý. Thì đá quý là một cái sản phẩm mà tôi nhận ra rằng là rất khó định giá, thì bạn có thể áp dụng được những phương pháp như vậy. Thế rồi thì nhiều trong cái lĩnh vực kinh doanh tóc này rồi thì salon làm đẹp vân vân các bạn có thể áp dụng được. Tóm lại là bạn cho phép khách hàng là tự do trả giá cái sản phẩm của mình. Tất nhiên là người tiêu dùng thì luôn có xu hướng là giảm giá và trả rẻ thấp, đúng không ạ? Và thế thì một cái phương pháp nữa, một cái chiến lược nữa đấy gọi là khuyến mại miễn phí. Và miễn phí là cái từ khóa mà rất là hot, đúng không ạ? Rất là thích. Người tiêu dùng rất là thích những cái từ khóa là miễn phí, ăn miễn phí, chia sẻ miễn phí, học miễn phí, tư vấn miễn phí, tặng video miễn phí, tặng sách miễn phí, đúng không ạ? Tặng gói dịch vụ miễn phí, tặng gói dùng thử. Đấy. Thì đây là một nhóm những chương trình khuyến mại mà gắn chữ miễn phí vào, tức là gần như là mình sẽ cho không khách hàng một cái gì đó là hàng hóa hoặc một cái gì đó là dịch vụ từ cái quá trình kinh doanh của mình. Tất nhiên cái sản phẩm mà được tặng miễn phí này là hàng hóa và dịch vụ này nó phải liên quan đến cái sản phẩm chúng ta đang bán. Thí dụ như là một cái công ty họ bán một cái dược phẩm liên quan đến chữa các bệnh về tiểu đường thì họ có thể tặng miễn phí một cuốn sách gọi là cẩm nang sức khỏe cho người bị tiểu đường. Đấy, ví dụ như thế. Hay là một cái công ty mà họ cung cấp những cái sản phẩm tập thể hình fitness, đúng không ạ? Thì họ có thể cung cấp một cái cuốn sách là gì ạ? 6 múi trong vòng 6 tháng hay là 6 múi trong vòng 3 tháng. Bạn sẽ ăn thế này, bạn sẽ tập thế này, bạn sẽ dành đốt thời gian đốt calo như thế này, vân vân. Thì những cái thứ như vậy chúng ta gọi là miễn phí, đúng không ạ? Khuyến mại miễn phí thì rất là hấp dẫn và ai cũng thích. Nhưng mà mấu chốt của vấn đề là gì? Mình phải tạo ra một cái sản phẩm hoặc một cái dịch vụ gì đó miễn phí, có ý nghĩa với khách hàng, có giá trị với khách hàng, nhưng mà chi phí lại rất là hợp lý, đúng không? Thí dụ như tôi có thể tặng cho các bạn một khóa học trực tuyến trị giá 500.000, nhưng mà thực ra tôi đã mất công sản xuất một lần rồi, thì có thể cái giá mà tôi đưa cho bạn này có thể là rất là thấp. Hay là tôi có thể tặng bạn một khóa học offline trị giá 10 triệu đồng, nhưng mà thực ra vẫn là một buổi đi dạy của tôi thôi. Đấy là cái cách mà tôi đang gợi ý cho mọi người định nghĩa cái chương trình khuyến mại miễn phí, đúng không ạ? Vâng, promotion là free. Nó lại cái chữ free là cái chữ người ta luôn luôn rất là thích, đúng không ạ? Rồi tiếp tục là cái miễn phí đó thì chúng ta phải có giá trị một chút để khách hàng người ta ham hố, người ta thích, được chưa ạ? Sau đó thì sau cái chương trình khuyến mại miễn phí đấy thì chúng ta cần phải có một cái chiến lược để chúng ta có thể tiếp cận khách hàng. Cái chương trình miễn phí, cái quà tặng miễn phí thì chúng ta có thể gọi nó là phễu marketing, funnel marketing, tức là cái đấy là một cái phễu để lấy data đi vào, và khi cái data này đi vào rồi thì chúng ta phải hứng nó
Tôi có tên là Nguyễn Phan Anh, số điện thoại 0989623888, email Phan Anh Online, Facebook Phan Anh Online, website Phan Anh Online, website PAP Marketing, kênh YouTube v.v. Tôi lấy được các data như vậy. Người ta gọi đấy là một lead trong marketing. Một lead trong marketing thì sau khi tôi đã bỏ một cái thứ miễn phí, ví dụ sách miễn phí, video miễn phí, khóa học miễn phí, phần mềm miễn phí, đúng không ạ, vân vân, thì tôi lấy được cái data đấy, tôi phải làm gì? Tôi phải email, tôi phải gọi điện, tôi phải SMS, tôi phải thiết lập cuộc hẹn, tôi phải cà phê, tôi phải one to one coaching, one to one talking vân vân với khách hàng của tôi. Thì từ đó thì tôi mới chốt được đơn hàng và chuyển đổi thành khách hàng được, có đúng không ạ? Vâng. Vì hiện nay khách hàng là cũng có một cái vấn đề đấy là khách hàng quen với việc miễn phí rồi. Ý tôi muốn nói là cũng có quá nhiều nhà bán lẻ, quá nhiều người làm kinh doanh, họ cũng free liên tục. Đấy, cho nên là khách hàng đôi khi coi rằng đấy là một cái việc đương nhiên và họ đôi khi không xem trọng cái chương trình miễn phí đó. Cho nên là chúng ta cũng bỏ rất nhiều tiền công sức ra nhưng mà chúng ta cũng không đạt được kết quả. Mặc dù là chúng ta cũng rất là nỗ lực, đúng không ạ? Ví dụ như là các cái buổi đào tạo miễn phí hay cái buổi talk show miễn phí thì cái lượng khách họ đăng ký xong thì họ không đến rất là nhiều, tỷ lệ có thể lên tới hàng chục phần trăm. Và ok, thì tôi vừa trình bày với các bạn khoảng độ 4-5 cái chiến lược miễn phí. Nhưng mà như tôi nói, đấy là trong một video thì vẫn là 3 thôi. Như vậy là tôi đã khuyến mại thêm cho các bạn về các nội dung liên quan đến khuyến mại rồi đấy ạ. Các bạn cộng vào yên tâm là đủ hoặc là quá 52 tuyệt chiêu luôn, 52 chiến lược luôn, được chưa ạ? Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Tất nhiên, nếu các anh chị có bất kỳ câu hỏi nào, xin liên hệ với tôi, giảng viên Phan Anh, địa chỉ email phananhonline@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo.